Đây là bài thi giữa học kỳ 2, lớp 6 của bạn Minh Anh. Chúng ta sẽ có number 1, choose the words that differ from the rest in the pronunciation of the underlined part in each of the following words. Nghe the pronunciation, chúng ta biết ngay là đó là về phát âm knowable, tower, so, slow, motor. Cho đáp án đúng là tower. À, có đáp án đấy hết rồi, vậy cô sẽ không cần nói nữa nha. Tower, V-O, được phát âm là O, nói từ còn lại được phát âm là O. Còn từ tower nó phát âm là O, O, U. Chute, còn lại đọc là the. Cartoon, cartoon là trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Tune, đây là mu dài. Còn lại là âm tiết thứ nhất. Palace là danh từ thì là trọng âm thứ nhất. Landscape trọng âm một. Town là trọng âm một. Town với các danh từ. Palace là cung điện. Landscape quang cảnh đẹp. Town là tháp. Tiếp theo là reporter trọng âm hai. Còn lại trọng âm một. Why thì đương nhiên là trả lời cho because rồi. Oh, là because. Câu hỏi của tôi because là why. Có giải thích hết rồi. Ở đây rồi, và sắp đến hình như là đột nhiên. Đột nhiên. Oh, rồi là đại từ sở hữu để đứng cuối câu. Để thay thế cho cả danh từ. Tính từ sở hữu mà danh từ đứng trước nó là cheese. Ấy là our cheese. Don't stand là câu mệnh lệnh thức nào trong chương trình lớp 6. Ta sẽ cần phải chọn vào. Don't stand, mình là đừng đứng ở trước TV. Tôi đang xem, tôi đang cố gắng xem chương trình này. Và chúng ta từ viewer là người xem. Nó TV viewer. Chứ không phải chọn people, weatherman and a new reader. I bought the ticket for the football match yesterday. Sporty. À, ok, từ này chúng ta đã học rất là nhiều trong chương trình. Ở lớp 6, và badly. Helpful, friendly, tệ, hay giúp đỡ, helpful, sẵn sàng giúp đỡ và friendly là thân thiện. Nhưng mà đây là sporty với chủ đề thể thao của Unit 8. Nên bài là Television 19 là chủ đề City in the World. Children like comedy. Phim hài. Phim hài, they make them laugh a lot. Competition là cuộc thi, game show, quiz show. Famous bao giờ cũng đi before, bằng cái well known đi before nghĩa là nổi tiếng. Không bao giờ đi biết nha. Excuse me, where the port office? Hỏi đường, bưu điện ở đâu? Thì mình sẽ trả lời là it's over there, ở đằng kia. Chứ không phải là yes, tôi nghĩ thế hay là không, đừng lo lắng hay là đó là niềm vui của tôi. À, khi người ta nói congratulations, chúc mừng, thì mình sẽ nói là thank you. First place, nghĩa là sẽ đã xảy ra thì sẽ bằng happen, xảy ra. Okay. Còn từ finish là kết thúc, allow là cho phép, began là bắt đầu, hoặc là begin. Famous, bằng từ well known nhưng nó nói từ này, nổi tiếng. Crowded là đông đúc, trái ngược với nó sẽ là opposite là trái ngược mà là empty là trống rỗng. Lost là trái nghĩa với từ quá khứ của từ lose, quá nghĩa với từ win or won. Đáp án là lost là thua, won là thắng. Mốt là on trước ngày, trước ngày dùng on, tháng dùng tháng năm in, ngày on dùng tháng năm in, ngày ôm dùng tháng năm in. Try to. Câu số 2 là chọn gì đây? There are, làm sao có mô tả? There are 7 players in a water polo team. 3 An Vì đã chọn một động từ là từ score, ghi bàn. Score goal. Và câu số 4 là because I love being in the water and I can swim fast.
hai mệnh đề bằng đồng bình đẳng nhau về ngữ pháp và ngữ nghĩa, chúng ta dùng tiếng nối là and, và sẽ là fantastic way, to give it là một cái tuyệt vời chứ không phải là delicious, là một cái thân thiện, là một cái sporty được, mà phải là một cái tuyệt vời. Tokyo thì khác với London bởi vì nó khó để đi bộ đến một nơi nào đó. Ok, bởi vì Tokyo là một nơi có quá nhiều người, và con người thì rất lịch sự, dành nhiều thời gian vì là bị kẹt xe. Okay. Tiếp theo là what does the writer think of the Japanese train and the pen? Cái tàu này, người nghĩ gì về tàu của Nhật Bản? À, tàu của Nhật Bản thì sao? Ok, là họ đến và đi đúng giờ, là thông tin nghĩ như vậy. Tiếp theo, câu 28. In London train, every British in a seat. Ở trên tàu của London thì mỗi người của Vương quốc Anh ấy đều ngồi trong một tư thế giống là trông như là buồn ngủ vậy. Là họ sẽ tranh thủ buồn ngủ khi trong một quá trình dài hay là ngắn, thì họ cũng tranh thủ ngồi như là ngủ. Where does the writer think the worst time to go into the trees? Thời gian tệ nhất, người tệ nhất trong năm để đi trên đường phố đó là khi mà các câu lạc bộ đêm đóng cửa. Vì câu lạc bộ đêm rất là tuyệt vời ở trên ở thành phố, và khi nó đóng cửa thì đây là thời gian tệ nhất của thành phố này. Which statement is not according, not true according to the passage? Là cái mệnh đề nào không đúng theo đoạn văn sau đây? Đó là khi người Nhật Bản ở trong bị mắc kẹt giao thông mà họ không lịch sự là không đúng. Bởi vì người Nhật Bản dù có bị mắc kẹt giao thông thì họ lại rất là lịch sự, thậm chí là trong một cái tắc kẹt giao thông dài. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu là sửa lỗi sai. Thì đây là con nhân sư, nghĩa là một sinh vật với đầu sư tử và mình cá, vậy mình sẽ dùng từ sâu thay bằng từ and. Câu này thì là chỉ vật nên chúng ta dùng exciting city. Tiếp theo là mine, là đại từ sở hữu, thì từ đứng không có danh từ đằng sau, đây có danh từ sister, mình sẽ dùng my. Many times, số nhiều, thế mét. Tiếp theo là anh trai tôi là một cầu thủ bóng đá giỏi, thì phải dùng là he a good football player. Vậy mình sẽ viết câu là my brother play football very well, thì sẽ trái nghĩa nhé. Sẽ hai câu này đổi đi rồi lại cho nhau được đi. Tiếp theo, don't make so much noise, đừng quá gây quá ồn, thì sẽ bằng keep quiet please. Và sport và game là rất quan trọng đến cuộc sống của đứa trẻ, thì nó sẽ bằng là sport and game play an important role in children's life. Cái câu play important role nghĩa là đóng vai trò quan trọng, là một cấu trúc rất đặc biệt ở trong chương trình lớp 6 và sẽ sử dụng mãi mãi đến tận lớp 9, lớp 12 về sau. Nên các bạn nhớ nhé, cấu trúc play a very important role, đóng một vai trò quan trọng. Tiếp theo là badminton is my favorite sport. My life play sport more. Cái câu này quá là đơn giản. Câu là thi rất nhiều lần badminton in my favorite sport, là my favorite sport is badminton. What your father job bằng với lại là what does your father do for a living, kiếm sống bằng nghề gì. Và children take part in many of the school activity when school finish, sẽ bằng là children do. Take part in sẽ bằng what to do. Ok, đây là đề số 1 của chương trình tiếng Anh lớp 6. Và chúng ta sẽ còn nhiều đề để học sinh giỏi, để cuối kỳ 1, giữa kỳ 1, vân vân. Bạn sẽ làm và để mình tiến bộ lên nhá. Vậy là bạn đầu tiên, bạn Minh Anh, các bạn làm chỉ được 5
4 5 điểm với sau đó là 16,5 và hứa hẹn là các bạn sẽ làm lại chụp bài lên cho cô xem được 9 hay 10 nhá. Và cô sẽ hiện đề số 2 để các bạn nghiên cứu làm mà làm được bao nhiêu điểm. Ok. Dừng lại đây, hẹn các bạn.